Quý vị, đoàn công tác của Quân khu 7 do Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cách ly công dân phòng chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Bình Đạm, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng nay. Báo cáo với đoàn công tác Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Trung đoàn Bình Đạm đang cách ly 327 công dân trở về từ Úc, trong đó có 4 công dân trên 75 tuổi và 10 trẻ em. Kết quả xét nghiệm lần 1, 100% công dân này có kết quả âm tính. Đến kiểm tra về công tác cách ly công dân tại Trung đoàn Bình Đạm, đóng tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đã biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của các lực lượng phục vụ. Chính ủy Quân khu 7 đã đánh giá cao lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, lực lượng nhằm chăm lo phục vụ các công dân trong thời gian cách ly 14 ngày tại Trung đoàn Bình Đạm. Chính ủy Quân khu 7 cũng đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc để chuẩn bị cho các đợt tiếp nhận cách ly sắp tới mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ đảm nhận, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện chăm lo, phục vụ chu đáo hơn đời sống của các công dân thực hiện cách ly. Dịp này, lãnh đạo Quân khu 7 đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các công dân chấp hành nghiêm quy định cách ly, đồng thời tặng một số phần quà cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly tại Trung đoàn Bình Đạm.